chào chị. Em muốn mua quà tặng cho thầy cô 20 tháng 11 sắp tới. Không biết bên Trạm Xanh mình có những cái combo quà tặng nào không ạ? Ủa mình thì có những sản phẩm nhanh như là sản phẩm từ dừa, sản phẩm dưỡng ẩm da tay. À, mình có những sản phẩm về thực phẩm ăn uống mà. Em nghĩ thầy cô em cũng thích uống trà lắm, tại vì thầy cô hay bị đau họng á, thì chị thể giới thiệu cho em vài loại trà không ạ? Mình mời bạn vào đây dùng trà. Cô em hay bị mất ngủ với lại đau họng á, tại vì phải giảng bài nhiều trên lớp á, thì có những cái loại trà nào có thể giúp khắc phục được không ạ? À, bên mình thì có trà bạc hà. Trà bạc hà thì giúp thông cổ, giảm ho và tiêu đàm. Thì mình nghĩ là nó sẽ phù hợp với cô của bạn. Và nó giúp tỉnh táo. Dạ. Mời bạn xem thử ạ. Mình có thể có loại trà nào có thể mix với lại trà bạc hà không ạ? Mix với trà bạc hà thì là có trà hoa hồng. Thì trà hoa hồng giúp đẹp da rồi giảm căng thẳng. Dạ. Cô em có bị bạc tóc á, có cái loại nào để giúp cho tóc nó đen hơn mà? À, bên mình thì có cao bồ kết. Cao bồ kết này nó kết hợp với lại một số tinh dầu, nó sẽ giúp tóc mình đen hơn và kích thích một tóc nữa. Dạ. Thì cao bồ kết bạn có thể kết hợp với lại tinh dầu bưởi. Dạ. Tinh dầu bưởi nó cũng kích thích một tóc. Cao bồ kết này mình dùng sao vậy? À, cao bồ kết này các bạn phải khuấy với lại nước ấm cho nó tan ra và mình dùng để gội đầu. À, được. Dạ. Dạ. Nhớ là khuấy với lại nước ấm trước ạ. Tinh dầu mình có tinh dầu nào giúp cho dễ ngủ không ạ? Bên mình thì có tinh dầu oải hương thì xong buổi tối giúp thư giãn và ngủ. Dạ. Oải hương. Dạ đây ạ. Ở đây có loại 5ml và loại 7ml. Bạn thích loại nào ạ? Cho em loại nhỏ đi để cô em dùng thử trước rồi có gì em dạ được. Ủa cái ly đẹp quá. À, bên mình có bán cái ly này ạ. Cái ly này thì để dùng uống trà một người. Thì ở đây là nó cái dạ đúng rồi, cái này là cái lọ để lọc trà. Dạ. Sau khi mà mình uống xong thì bạn có thể bỏ vào lại và đậy nắp lại như thế này và cất. Dạ.